Thầy Hammen hiện lên qua đôi mắt ngây thơ của chú bé Frank, qua trang phục, thái độ với học trò, với qua lời giảng bằng tiếng Pháp. Đặc biệt là qua những cử chỉ và hành động khác thường của buổi học. Giọng của thầy thì vang lên đau xót và đầy luyến tiếc. Thầy trách cả một số bậc cha mẹ học sinh mải công việc làm ăn, mưu sinh mà sao nhãng việc học tập của con em mình. Rồi thầy còn tự trách mình, đôi khi thầy sai học trò tới vườn hoặc nghỉ học để đi câu cá. Và càng nói thì thầy càng xúc động nghẹn ngào. Sau đó, thầy còn ca ngợi tiếng Pháp, tiếng mẹ đẻ, tiếng quê hương, một thứ tiếng trong sáng nhất, hay nhất, vững vàng nhất. Và thầy muốn mọi người phải giữ lấy nó, đừng bao giờ lãng quên nó. Bởi vì theo thầy, khi một dân tộc rơi vào vòng nô lệ, chừng nào mà họ vẫn còn giữ được tiếng nói của dân tộc mình thì chẳng khác nào giữ được chìa khóa ở chốn lao tù. Đấy, cái lời nói đó của thầy nó không những là một cái nội dung rất là xúc động mà nó còn giống như một chân lý. Chúng ta ghi những cái chi tiết chính về thầy Hammen. Thứ nhất là về trang phục của thầy. Trang phục của thầy. Thầy mặc bộ quần áo rơ đanh gốt, tức là thầy mặc những cái bộ quần áo rơ đanh gốt là một bộ trang phục trang trọng chỉ sử dụng vào những ngày lễ. Và thầy mặc trang phục ngày lễ. Bộ quần áo ngày lễ. Thái độ của thầy. Rất dịu dàng. Thái độ của thầy rất dịu dàng. Lời nói của thầy. Trong buổi học cuối cùng. Lời nói của thầy trong buổi học cuối cùng. Thì dịu dàng này, ấm áp, đầy xúc động. Đầy xúc động. Rồi nó vang lên đau xót. Đầy quyến luyến. Thầy ca ngợi tiếng Pháp. Tiếng của quê hương. Chúng ta đặc biệt lưu ý đến cái câu nói của thầy về tiếng mẹ đẻ. Đây. Đó là ngôn ngữ hay nhất thế giới, trong sáng nhất, vững vàng nhất. Phải giữ lấy nó trong chúng ta và đừng bao giờ quên lãng nó. Bởi vì khi một dân tộc rơi vào vòng nô lệ, chừng nào họ vẫn giữ vững tiếng nói của mình thì chẳng khác gì nắm được chìa khóa trốn lao tù. Kem cho cô giáo biết cái ý nghĩa của cái đoạn văn trên và tại sao thầy lại nói như vậy. Ý nghĩa của đoạn văn trên và tại sao thầy lại nói như vậy. Cô mời bạn Châu ở lớp 6A nào. Bạn Châu cũng sao cô ạ? Mời Châu của 6A. Em cô là thầy ca ngợi
Châu Châu Mời bạn Trung Anh của 6B nào, Trung Anh giơ tay nào. Trung Anh chờ để cô bật mic cho Trung Anh nhá. Các bạn phải đặt tên thì cô mới biết đâu là bạn nào giơ tay nhá. Đâu cô có thấy Trung Anh đâu nhỉ? Trung Anh lại tao nó rồi. Nào rồi, đây cô mời Trung Anh nào. Trung Anh vừa vào nào. Trung Anh trả lời đi. Trung Anh đâu? Em cô à, em cô à, có nghĩa là có thể vượt ra khỏi khỏi chốn lao tù. Nếu để mất ngôn ngữ dân tộc thì một dân tộc sẽ mất cả. Nếu để mất ngôn ngữ dân tộc thì một dân tộc sẽ mất tất cả. Và nếu ngôn ngữ dân tộc còn thì rồi cũng sẽ có lại tất cả. À rồi, đấy là theo cách hiểu của Duy Anh đúng không? À, rồi cảm ơn mời bạn. À, bạn tắt mic đi nhé, để khỏi thu cái tiếng ở chỗ các bạn vào. Ở đây thầy Hamen đã nói lên một cái chân lý rất khái quát, không chỉ đúng với nước Pháp mà nó còn đúng với tất cả mọi quốc gia các em ạ. Mọi dân tộc khi mà đứng trước một nguy cơ mất độc lập tự do, xưa nay không kẻ thù xâm lược nào là không muốn hủy hoại, tiêu diệt hoặc đồng hóa ngôn ngữ dân tộc mà bị chúng đô hộ. Ví dụ như dân tộc ta, 1.000 năm Bắc thuộc, Bắc Quốc tức là Trung Quốc xưa kia đấy, khi xâm lược nước ta thì chúng muốn đồng hóa dân tộc ta, chúng bắt nước ta phải học ngôn ngữ Hán, Hán học đấy, đúng không, để đồng hóa. Nhưng tuy nhiên thì một mặt chúng ta vẫn giữ, vẫn sử dụng ngôn ngữ Hán học, nhưng chúng ta cũng lại vẫn sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt. Khi mà một dân tộc vẫn giữ được tiếng nói riêng của mình, như thầy Hamen nói, chẳng khác nào giữ được chìa khóa ở chốn lao tù. Tức là giữ được tiếng nói, chữ viết của dân tộc mình thì chính là giữ được chìa khóa để mở lao tù, để giành lấy tự do, độc lập, đúng không? Đặc biệt cảm động nhất là hình ảnh thầy Hamen ở những cái giây phút cuối buổi học ấy. Thầy đã làm gì? À, người tái nhợt, đúng không? Rồi thầy tựa vào tường, rồi không nói được hết câu, và thầy viết lên bảng rất mạnh, rất đậm dòng chữ là nước Pháp muôn năm. Các em hiểu người tái nhợt nghĩa là như thế nào? Nào. Các bạn bật hết cam lên cho cô nhá. Tắt hết cam đâu rồi? Cô không nhìn thấy mặt bạn nào cả để biết đường để gọi nào. Trước hết là để chúng ta chốt đã xong, chúng ta quay lại cái ý vừa rồi. Là cái lời nói, cái câu nói, cái đoạn văn miêu tả cái lời nói của thầy Hamen ấy. Khi một dân tộc rơi vào chốn, khi một dân tộc rơi vào vòng nô lệ, chừng nào họ vẫn giữ vững tiếng nói của mình thì chẳng khác nào nắm được chìa khóa ở chốn lao tù đấy. Cái câu nói này nó thể hiện tình yêu đất nước, yêu độc lập tự do. Tình yêu đất nước, yêu độc lập tự do. Tiếp theo là cái cử chỉ, lời nói của thầy Hamen.
cuối buổi học. Ở cuối buổi học này, cùng với cái hành động của thầy Hammen là ba cái âm thanh khác nhau cùng xuất hiện. Đó là tiếng chuông đồng hồ, tiếng chuông nhà thờ, tiếng kèn của bọn lính phổ đi tập về. Em đọc cái đoạn cuối cho cô nhé. Bỗng đồng hồ nhà thờ điểm 12 giờ rồi đến chuông cầu nguyện buổi trưa. Cùng lúc đó tiếng kèn của bọn lính phổ đi tập về vang lên ngoài cửa sổ. Thầy Hammen đứng dậy trên bục người tái nhợt. Chưa bao giờ tôi cảm thấy thầy lớn lao đến thế. Các bạn, thầy nói, hỡi các bạn, tôi. Nhưng cái gì đó khiến thầy nghẹn ngào, không nói được hết câu. Thầy bèn quay về phía bảng, cầm một hòn phấn và dằn mạnh hết sức. Thầy cố viết thật to, nước Pháp môn năm. Rồi thầy đứng đó, đầu dựa vào tường và chẳng nói, giơ tay ra hiệu cho chúng tôi. Kết thúc rồi, đi thôi. Chúng ta thấy không phải ngẫu nhiên cùng một lúc ấy vang lên ba cái âm thanh khác nhau. Tiếng chuông nhà thờ, tiếng đồng hồ, rồi tiếng kèn của bọn lính phổ đi tập về. Ba thứ âm thanh ấy nó có ý nghĩa tác động rất mạnh đến tâm trạng của thầy Hammen. Hai cái âm thanh đầu ấy gợi cuộc sống yên bình muôn đời. Còn âm thanh cuối thì gợi cái hình ảnh hiện tại. Tiếng kèn của bọn xâm lược vang lên chói gắt, khó chịu. Nhắc lại cho thầy cái buổi học cuối cùng trong tự do đã sắp kết thúc và giờ chia tay với học trò, với tiếng Pháp đã đến. Hình ảnh người thầy tái nhợt chính là cái màu sắc hay chính là tâm trạng của thầy. Lo lắng, xúc động, nghẹn ngào, đau đớn đến cao độ tới mức không thể nói được hết câu, khiến thầy có hành động cuối cùng, đó là viết câu nước Pháp muôn năm tô đậm, thể hiện một tình cảm nồng nàn, yêu nước tha thiết với tiếng mẹ đẻ, thể hiện một quyết tâm, một lời thề, một niềm tin son sắt với Tổ quốc. Khác với nhân vật Frank thì nhân vật thầy Hammen được thể hiện qua trang phục, qua lời nói, cử chỉ, hành động, xuất và hiện lên qua đôi mắt trẻ thơ của chú học trò nhỏ nghịch ngợm lời học. Nhưng chính vì vậy nó lại sinh động, mang dáng vẻ riêng, làm nổi bật hình ảnh một người thầy giáo già, khắc khổ, hiền từ, nghiêm nghị, nhưng thật đáng lớn lao, thật đáng kính trọng. Như vậy, cái cử chỉ lời nói của thầy Hammen ở cuối buổi học, thầy viết, nước Pháp muôn năm, nước Pháp muôn năm. Cái hành động này thể hiện một tình cảm nồng nàn yêu tiếng Pháp. Một tình cảm nồng nàn yêu tiếng Pháp và yêu Tổ quốc. Xong chưa? Như vậy chúng ta thấy là hình ảnh thầy Hammen khác với nhân vật Frank. Thầy Hammen được thể hiện qua trang phục, qua lời nói, cử chỉ, hành động, qua đôi mắt trẻ thơ của chú học trò nhỏ, vừa nghịch ngợm vừa lời học. Tuy nhiên, chính vì vậy nó lại thêm sinh động, mang dáng vẻ riêng, làm nổi bật hình ảnh của một người thầy giáo già, khắc khổ, hiền từ, nghiêm nghị, nhưng thật lớn lao và thật đáng kính trọng. Cái tình yêu tiếng mẹ đẻ được thể hiện qua cái văn bản buổi học cuối cùng, và có một số tác giả, nhà văn, nhà thơ khác cũng đã thể hiện cái tình yêu tiếng mẹ đẻ qua một số bài thơ, ví dụ như bài thơ Tiếng Mẹ Đẻ
của nhà thơ Dagestan Gamzatov ở trong sách giáo khoa trang 56 đấy. Kem đọc thêm cho cô cái bài thơ đó nhá. Kem mở sách giáo khoa trang 56 ra. Đấy. Tiếng mẹ đẻ mơ hồ thấm từng âm thanh tiếng mẹ. Tôi bỗng tỉnh ra tới giây phút lạ lùng. Tôi chợt hiểu người chữa tôi khỏi bệnh chẳng thể là ai ngoài tiếng mẹ thân thương. Những tiếng khác dành cho dân tộc khác cũng sẽ khiến cho lành bệnh bao người. Tôi chỉ biết nếu tiếng tôi biến mất thì tôi sẵn sàng nhắm mắt buông xuôi. Là cái tình yêu nước nồng nàn của nhà thơ được thể hiện qua bài thơ rất là cảm động. Chúng ta sang phần 3 nhỏ cho cô. Ba nhỏ, các nhân vật khác. Các nhân vật khác. Thì các ngoài nhân vật thầy giáo Hamen, ngoài nhân vật Frank ra, chúng ta còn thấy xuất hiện hình ảnh dân làng là các cụ già ở trong làng đến ngồi học ở phía cuối lớp với cái thái độ rất là lặng lẽ và buồn rầu. Ví dụ như cụ già Hose, cụ nâng niu quyển tập đánh vần đã sờn mép rồi đọc theo bọn trẻ giọng run run. Các học trò thì chăm chú nghe giảng, cặm cụi viết và muốn khóc. Tất cả những hình ảnh này thể hiện cái sự xúc động, tiếc nuối và trân trọng tiếng nói dân tộc của họ. Kem xong chưa nhỉ?
Được chưa, cô chuyển nhá. Xong chưa Việt ơi, Việt 6A ơi, xong chưa? Rồi ạ. Rồi, cô chuyển. Các em xong phần cuối cùng, ba lớn, tổng kết. Em quan sát lên màn hình cho cô. Văn bản buổi học cuối cùng có các nhân vật như sau. Thứ nhất là nhân vật Frank là một chú bé ham chơi, lười học. Nhưng đến cuối cùng thì nhận ra được cái giá trị của việc học, đặc biệt là giá trị của tiếng dân tộc, và từ đó cảm thấy ham học và yêu tiếng Pháp hơn. Thứ hai là nhân vật thầy giáo Hamen. Thầy rất là yêu quý, tự hào, tin tưởng vào tiếng nói dân tộc. Thứ ba là các nhân vật khác, thì các nhân vật này góp phần thể hiện cái sự xúc động, tiếc nuối và trân trọng tiếng Pháp của nhân dân Pháp. Và tất cả những nhân vật xuất hiện trong câu chuyện đều thể hiện cái lòng yêu nước nói chung, yêu tổ quốc và yêu tiếng dân tộc của họ. Về phần tổng kết này, nội dung và nghệ thuật, các em xem cho cô giáo ở trong phần ghi nhớ sách giáo khoa trang 55. Qua câu chuyện buổi học cuối cùng bằng tiếng Pháp ở vùng An Giác bị quân phổ chiếm đóng và hình ảnh cảm động của thầy Hamen, chuyện đã thể hiện lòng yêu nước trong một biểu hiện cụ thể là tình yêu tiếng nói dân tộc, và nêu lên một chân lý: khi một dân tộc rơi vào vòng nô lệ, chừng nào họ vẫn giữ vững tiếng nói của mình thì chẳng khác gì nắm được chìa khóa ở chốn lao tù. Chuyện đã xây dựng thành công nhân vật thầy giáo Hamen và chú bé Frank Quan, miêu tả ngoại hình, cử chỉ, lời nói và tâm trạng của họ. Chúng ta nhìn vào ghi nhớ cho cô thì thấy trong phần ghi nhớ có hai mục, hai nội dung. Nội dung thứ nhất là nội dung này, và cái mục dấu chấm thứ hai đấy là nghệ thuật. Các em tự khái quát vào trong vở của mình và trong làm vào trong vở bài tập nhé. Bây giờ chúng ta có một cái trò chơi như sau. Trò chơi nó lại bị chạy nhỉ.